trả điện thoại lại cho anh à. Sao tự nhiên trả điện thoại cho anh? Không có lấy được. Sao? Út Hương bắt em đem trả lại cho anh. Út Hương không cho em lấy. Út Hương bắt em trả cho anh. Nhưng mà điện thoại đưa cho em thì em cứ xài đi, có gì đâu mà Út chưa em trả cho anh. Em cũng thích, em cũng muốn xài. Nhưng mà Út Hương nói hả, mới quen mà làm vậy không có được. Út Hương bắt em phải đem trả hết cho anh. Trả điện thoại, trả xe, mấy cái gì anh tặng em á là em phải trả lại hết. Út la quá trời luôn. Thôi, anh xin lỗi em nha. Sao tự nhiên anh xin lỗi em? Tại vì anh đường đột quá. Có đâu, không phải tại anh đâu. Tại Út Hương khó quá chứ bộ. Thì giờ em ở nhà Út rồi. Út kêu em làm gì em phải làm đó. Út kêu em trả điện thoại em phải trả. Trả đồ em phải trả. Nếu không là Út trả em ra ngoài đường. Nói tóm lại, muốn nói cái gì với tôi? Dạ thì con muốn nói là con thích Xuân. Dạ con cũng thích ảnh. Anh cũng thích em nữa. Còn em thích anh, nói hoài luôn á. Con thích em. À đúng rồi. Dạ. Hai người mở miệng nói chuyện thích với nhau một cái nữa là bác. Dạ thưa Út, con mỗi con... đứa một nơi nghe chưa? Dạ con, dạ xin lỗi với Út. Con muốn nói với Út là con muốn quen với Xuân. Hả? Con muốn quen Xuân. Thích. Dạ. Quen. Dạ. Được. Đây là bàn thờ của ba má con Xuân. Ba má con Xuân mất sớm, tôi ở dậy nuôi ba đứa cháu Phú, Xuân, Quý. Tôi thương tụi nó như con đẻ, và tụi nó cũng thương tôi như mẹ đẻ. Chính vì vậy tôi phải có trách nhiệm với cuộc đời, hôn nhân, sự nghiệp, tương lai và hạnh phúc của nó. Trước bàn thờ, cậu nói cho tôi biết, cậu và con Xuân đã có gì với nhau chưa? Dạ có. Trời đất ơi. Tại sao lại là có?